Thưa quý vị, những ngày gần đây thì câu chuyện phụ huynh nên chiều con đến mức nào, nhà trường nên nghiêm khắc ra sao lại trở thành một chủ đề bàn tán của những người quan tâm đến giáo dục. Xuất phát từ một cuộc tranh cãi nổ ra giữa phụ huynh và lãnh đạo của một trường phổ thông dân lập nổi tiếng ở Hà Nội. Và cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết và có thể là sẽ không có hồi kết. Bởi suy cho cùng thì đó cũng chính là sự mâu thuẫn giữa hai quan điểm giáo dục. Dù là cả hai bên đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Bởi thế mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không bàn tiếp về câu chuyện này, mà thay vào đó thì chúng tôi muốn bàn về giáo dục nên như thế nào thì phù hợp, khi nào cần nghiêm khắc, khi nào thì nên chiều chuộng, và kỷ luật trong giáo dục thì nên như thế nào để không có nước mắt. Và để cùng trò chuyện về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay Phó sư tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, nguyên chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trước tiên thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Kim Thoa đã nhận lời mời tham dự chương trình chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, tôi biết rằng là về giáo dục thì có rất nhiều những quan điểm khác nhau. Giáo dục ở đây được hiểu là cả gia đình và cả nhà trường. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ tạm đề cập tới hai vấn đề. Đó là một là nghiêm khắc đặt kỷ luật lên trên tất cả, hai là mềm mỏng và đề cao cái tôi của người học. Vậy thì xin Phó sư có thể phân tích rõ hơn về hai quan điểm giáo dục này. Thực ra chúng ta thấy là giáo dục con người từ xưa đến nay chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và giáo dục, tại sao ta gọi là giáo dục là một nghệ thuật nữa? Bởi vì để có thể giáo dục được một đứa trẻ nên người, chúng ta phải dùng rất nhiều các phương pháp và các cách tiếp cận khác nhau. Không một cách tiếp cận nào là tuyệt đối đúng, mà chúng ta cần phải biết dung hòa giữa các cách tiếp cận. Chúng ta làm thế nào để nghiêm khắc vừa đủ, và làm thế nào nuông chiều cũng vừa xinh, để đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương của thế giới này, nhưng nó cũng biết rằng nó cần phải sống trong khuôn khổ. Điều đó là hết sức quan trọng. Và có những giới hạn mà đứa trẻ sẽ không được phép bước qua, đúng không ạ? Đúng rồi. Kỷ luật thì vẫn thường bị liên tưởng tới việc trừng phạt. Tôi biết rằng là có một số nền văn hóa thì ủng hộ đòn roi, nhưng mà cũng có một số quốc gia thì phản đối việc trừng phạt thể chất. Vậy thì xin hỏi bà là trong giáo dục thì kỷ luật được hiểu là gì? Có cái giới hạn nào hay không? Tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như nói việc mà uốn nắn hành vi của con người thì người ta sẽ dùng có nhiều các biện pháp khác nhau. Nhưng với con trẻ, thì chúng tôi thường dùng cái từ gọi là kỷ luật tích cực. Và cái kỷ luật tích cực có nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta phải dùng cái hình thức kỷ luật, nhưng nó lại phải có ý nghĩa tích cực. Nhưng ý nghĩa tích cực ở đây thì được tính như thế nào? Thứ nhất, những cái biện pháp mà chúng ta đưa ra ấy, đứa trẻ nó biết là nó chấp nhận được và nó thấy xứng đáng để nó nhận được cái hình phạt đó. Có nghĩa là cái lỗi của em gây ra với hình phạt như vậy, em thấy rằng là hợp lý. Thứ hai là đứa trẻ cảm thấy rằng là khi mà mình chịu hình phạt đấy, nhưng mình không bị cảm giác bị tổn thương và không bị thấy là mất đi cái lòng tự trọng. Điều đó hết sức quan trọng. Và cái thứ ba nữa là trong cái khi đứa trẻ nhận cái hình phạt ấy, nó vẫn hiểu rằng ở đâu đó có tình thương ở bên trong. Vâng, rất là khó, đúng không ạ? Giáo dục hiện đại thì thường đề cao phương pháp là lấy người học làm trọng tâm. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được ranh giới không trở thành nuông chiều thái quá, thưa Phó sư? Thực ra chúng ta thấy rằng là hiện nay bây giờ thì các gia đình đều có ít con. Thế cho nên là việc nuông chiều con của rất nhiều ông bố bà mẹ cũng đã dẫn đến những cái sai lầm đáng tiếc. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là làm thế nào để không nuông chiều thái quá. Thái quá thì ở đây rõ ràng là chúng ta luôn luôn biết chuẩn mực của các hành vi. Chúng ta luôn luôn hiểu là xã hội yêu cầu và một đứa trẻ cũng như một con người cần phải có hành vi như thế nào để đi theo đúng cái chuẩn mực của xã hội đưa ra. Vậy thì lấy cái đấy làm chuẩn. Nhưng cái chuẩn đấy tất nhiên nó không cứng. Cái chuẩn đấy rất là mềm, hết sức là linh hoạt, nó ứng với từng đứa trẻ. Cho nên cái người mà sử dụng chuẩn để có thể áp vào từng đứa trẻ thì cái người đấy phải là người hết sức tâm lý, rất sư phạm. Và ở đây lấy đứa trẻ làm trung tâm ấy, không có nghĩa là đứa trẻ muốn gì được nấy đâu, mà hãy xuất phát từ đứa trẻ. Đứa trẻ muốn gì, đứa trẻ cần gì, đặc điểm tâm lý của nó là thế nào. Tại sao một hình thức giáo dục này có thể rất là hiệu quả đối với một em này nhưng không hề hiệu quả một em khác? Cho nên là mỗi một đứa trẻ chúng ta lại phải tìm một cách tiếp cận rất là riêng. Thì cái trung tâm ở đây chính là như vậy. Có nghĩa là tất cả các cách giáo dục phải xuất phát từ đặc điểm từ đứa trẻ. Và chúng ta không thể áp dụng đứa trẻ này cho một đứa trẻ khác.
Vâng, Phó giáo sư Kim Thoa thì cũng vừa nói rằng là chúng ta trong giáo dục con trẻ thì cần kết hợp hai cái hình thức, một là lúc cứng rắn thì phải cứng rắn và lúc bao dung thì cũng phải bao dung. Nhưng mà tôi băn khoăn rằng là trong cái quá trình phát triển của một đứa trẻ từ lúc còn nhỏ cho tới khi mà đủ nhận thức như chúng ta để có hành biết mình làm gì, có nên làm hay không, thì khi nào, giai đoạn nào thì nên đề cao cái kỷ luật và giai đoạn nào thì nên đề cao sự bao dung ạ? Thực ra là chúng ta thấy là bản thân con người chúng ta ấy, luôn luôn có nhu cầu yêu thương. Và chúng ta rất cần sự yêu thương. Và đầu tiên phải giáo dục bằng tình, từng tình thương đã. Thế thì bên cạnh cái giáo dục bằng tình thương có nghĩa là gì? Chúng ta vẫn có thể đưa ra những hình thức, cái ranh giới mà các con không được bước qua, những cái phạm vi mà các con được phép. Thì cái đó là phải làm cho các con của chúng ta, hay là trẻ, hay là học sinh, phải rất hiểu đâu là giới hạn các em được thỏa sức và đâu là không được vượt qua nó. Và nếu như vượt qua nó thì em sẽ bị làm sao? Thế thì ở đây, nếu như chúng ta thấy rằng là có những đứa trẻ thì có thể rất là dễ bị vượt qua ranh giới này, nhưng có đứa trẻ còn rất là xa mới có thể tới ranh giới. Nếu như mà một cái đứa trẻ mà rất dễ bị vi phạm ranh giới mà chúng ta đưa quá sát ấy, thì em đó sẽ luôn luôn là những người bị vi phạm kỷ luật. Và nếu như thế thì em đó sẽ suốt đời lớn lên trong sự tự ti, và cái đó là cái không tốt cho sự phát triển nhân cách. Vậy với những đứa trẻ này, đôi lúc cái giới hạn chúng ta phải đẩy lên một chút nữa, để em thấy cái khoảng cách vi phạm ấy nó cũng xa xa một chút. Bởi vì do tính cách mà, thế cho nên là cái hình thức đưa ra thì chúng ta phải có cái độ nới nhất định đối với từng trẻ. Điều quan trọng nhất là để cho mỗi đứa trẻ cảm thấy rằng là mình hoàn toàn có khả năng tiến bộ, mình hoàn toàn có khả năng trở thành người tốt. Cái đấy là cái quan trọng hơn rất nhiều so với cái ranh giới mà chúng ta đưa ra. Vâng, hiện nay thì rất là nhiều trường, đặc biệt là các trường tư, nơi mà các nhà giáo dục, những người quản lý họ có thể áp dụng những cái mô hình, cái triết lý giáo dục riêng vào trong cái việc quản lý giáo dục của mình. Thì theo từ góc độ giáo dục thì các phụ huynh, sự đồng thuận giữa nhà trường và các phụ huynh về quan điểm và triết lý giáo dục thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc chọn trường cho con thưa ạ? Thực ra đúng là mỗi một trường họ có thể chọn cho mình một cái mô hình. Nhưng mô hình nào thì mô hình, nó vẫn phải phản ánh là một cái xã hội văn minh với những phương pháp giáo dục văn minh. Và con người lớn lên nhờ những thành công, chứ không phải con người lớn lên nhờ những thất bại. Thế chính vì thế thì tôi cũng đọc trên báo có một cái thuật ngữ, mà một cái câu mà nó rất là hay, đó là gì? Chúng con lớn lên không phải vì những đòn roi của bố mẹ, mà lớn lên nhờ những giọt nước mắt của mẹ khóc sau mỗi lần đánh con, vì nhìn thấy những vết lằn trên người ấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải đòn roi làm cho con, chúng con lớn, mà chúng con lớn là khi nhìn thấy cái tình thương của mẹ. Thế chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là làm thế nào để cho trẻ cảm nhận được tình thương, làm thế nào để động lòng trắc ẩn, và cái điều đó quan trọng hơn rất nhiều. Cho nên mô hình nào thì mô hình, thì tôi nghĩ rằng là nó phải là chứa đựng một cái mô hình nhân văn. Và không, đây không thể nào là sự cam kết giữa phụ huynh với nhà trường để ra một cái triết lý dạy con, nếu như triết lý ấy không đúng đi theo cái quan điểm chung. Tôi nói là có thể là sách vở, chẳng như của đảng, của nhà nước, hay là những của cái chế độ mà chúng ta đang mong muốn một cái xã hội tốt đẹp, thì cái điều đó không thể đẻ ra một cái quy chế riêng để rồi nghĩ rằng nó sẽ tốt cho một cái lớp người hay là một cái nhà trường ấy, thì điều đó là không thể. Và nghe giọng nói run run của Phó giáo sư Kim Thoa thì tôi cũng cảm thấy được tấm lòng của một người mẹ, cũng như là một người rất là tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Một câu hỏi đầu, một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi Phó giáo sư Kim Thoa, đó là bà có nghĩ rằng là trong giáo dục thì đôi khi cũng cần phải có nước mắt hay không? Nước mắt của người học vậy? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái nước mắt, nó do nguyên nhân của nước mắt là gì nữa. Nếu như những nguyên nhân của sự hối hận thì tôi nghĩ rằng là nó cũng tốt mà, nó cũng tốt. Nhưng chắc chắn nó không phải là cái mà của sự bất công. Nó không phải nước mắt của sự bất công. Nó không phải nước mắt của sự là mình bị chà đạp, mình bị tổn thương. Nhưng nó sẽ là những cái nước mắt của mình cảm thấy rằng là mình ân hận. Mình ân hận. Thì mình sẽ có được những cái bài học. Cho nên là cái giọt nước mắt ấy là vì đâu nữa mới quan trọng. Và những giọt nước mắt cảm động, những giọt nước mắt ân hận là cần thiết trong giáo dục đúng không ạ? Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư Kim Thoa đã tới với trường quay của Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là sâu sắc ngày hôm nay. Thưa quý vị,
Tôi nghĩ rằng là không ai muốn phải phạt, phải mắng, phải đánh con trẻ. Thế nhưng mà đôi khi trong những trường hợp nhất định thì hình phạt là cần thiết để những đứa trẻ có thể vào nề nếp và biết nhận ra cái nào là đúng là sai. Tuy nhiên sự nghiêm khắc cũng cần luôn đi cùng với sự bao dung để xoa dịu lòng tự tôn của con trẻ, để chúng nhận ra là những hình phạt đó xuất phát từ sự yêu thương. Không quá yêu chiều nhưng cũng không quá hà khắc. Tôi tin rằng là nhiều phụ huynh và nhà trường hiện nay đều đang áp dụng cách thức giáo dục này để cho học sinh, con em mình được trưởng thành một cách toàn diện.